Diễn viên Thu Trang lộ dấu hiệu nghi mang thai lần hai ở tuổi 39. Diễn viên Thu Trang để lộ nhiều hành động đáng ngờ, vướng nghi vấn đang có tin vui. Sau 13 năm về chung một nhà, Thu Trang và Tiến Luật đã có một con trai chung tên là Andy. Mới đây, cư dân mạng lan truyền chóng mặt clip có sự xuất hiện của diễn viên Thu Trang, Sam, Lâm Vĩ Dạ. Trong một sự kiện, đáng chú ý, bà xã Tiến Luật mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ rực rỡ ở một vài khoảnh khắc để lộ rõ vòng hai lớn rõ to bất thường. Đặc biệt, trong lúc di chuyển, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn có hành động lạ liên tục đặt tay lên bụng. Qua loạt chi tiết này, cư dân mạng liền rộ nghi vấn Thu Trang đang mang thai lần thứ hai. Thực tế đây là đoạn video cũ, bà xã Tiến Luật đã tham gia sự kiện này từ cuối tháng 3 năm 2024 vừa qua. Tuy nhiên, netizen cũng soi ra chi tiết lạ của Thu Trang thời gian gần đây. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 8X thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc trang phục rộng rãi, giấu dáng. Vào tháng 4 năm 2024, Thu Trang còn bất ngờ thông báo tin mang thai lần thứ hai khiến dân tình hoang mang. Cụ thể, nữ diễn viên viết trên trang cá nhân Nguyễn Tiến Luật, em có bầu 3 tháng rồi. Vào năm 2023, Thu Trang từng bật mí dự định sinh con gái để đủ nếp đủ tẻ. Nữ diễn viên Thu Trang cho biết cô và ông xã Tiến Luật muốn có thêm con gái nên đã chọn thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, thời điểm đó cô lại có nhiều dự án nghệ thuật nên đành hoãn kế hoạch đón thêm thành viên mới. Tôi và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này tự dưng lại muốn có thêm con, muốn có hai đứa con gái nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ xin tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi. Chuẩn bị để phôi vào thôi, nữ diễn viên từng chia sẻ. Thu Trang và ông xã đã sang Thái Lan hút trứng, chữa phôi từ năm 2022. Việc đi hút trứng của vợ chồng tôi là từ giữa năm 2022. Từ năm ngoái, tôi với anh Luật đã có ý định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này rồi tự dưng tôi muốn có con lắm, tôi thích con gái mà còn phải là hai đứa cơ. Tôi đã sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi. Bây giờ, tôi chỉ việc để phôi vào cơ thể rồi sinh con thôi, cô chia sẻ. Diễn viên Thu Trang và Tiến Luật kết hôn vào năm 2011, hiện tại cặp đôi đang có một con trai. Khi chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về đám cưới của mình, nữ diễn viên từng khiến khán giả cười ngả nghiêng khi tiết lộ tiệc phát sinh thêm 20 bàn vì có nhiều người quý mến cặp đôi đến dự. Người không có thiệp mời cũng tới. Lúc về, tôi thấy có thêm bao thư, thiệp cưới ở chỗ khác. Mở bao lì xì có 5.000 đến 10.000 đồng, đôi khi có thêm vé số, nữ diễn viên từng chia sẻ.